Chào mừng anh chị và tất cả các bạn đã quay trở lại với Base Academy. Trong video ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về cách thiết lập chấm công theo địa điểm. Với trường hợp chúng ta có những nhân viên sale thị trường hoặc là nhân viên làm ở công trình, việc cung cấp máy chấm công và thiết lập máy chấm công cho những trường hợp di chuyển linh động và nhiều địa điểm như thế này thường sẽ tốn chi phí và mất rất là nhiều thời gian. Thay vào đó, chúng ta sẽ sử dụng giải pháp chấm công theo địa điểm để có thể dễ dàng thiết lập, dễ dàng thay đổi và dễ dàng triển khai với nhân sự. Và sau đây chúng ta sẽ cùng nhau đi vào phần mềm để tìm hiểu thao tác thiết lập trên hệ thống. Để có thể thiết lập được một vị trí chấm công thông qua location trên phần mềm base.vn, các anh chị sẽ truy cập vào hrm.base.vn. Anh chị sẽ chọn vào phần cài đặt. Sau đó anh chị sẽ chọn vào mục văn phòng. Chấm công thông qua vị trí trên điện thoại thì chúng ta sẽ cài đặt cho từng văn phòng. Sau đây tôi sẽ demo với văn phòng Hồ Chí Minh. Trong văn phòng Hồ Chí Minh, khi click vào thì anh chị sẽ đưa chuột lên góc phải phía trên, chọn thêm check-in client. Ở đây giả sử tôi sẽ đặt tên client đấy là 538, cách mạng tháng 8. Và tôi chọn loại check-in ở đây là mobile check-in. Rồi. Cái phần client IP address này, nếu mà công ty anh chị muốn verify thông qua Wi-Fi và Wi-Fi của công ty anh chị là IP tĩnh thì mình sẽ nhập vào đây. Tuy nhiên thì cái phần này thường sẽ rất là ít sử dụng nên anh chị có thể bỏ trống. Cái phần quan trọng là chúng ta sẽ verify thông qua cái vị trí cụ thể của người nhân viên. Có nghĩa là nếu người nhân viên đến đúng cái vị trí chúng ta cài đặt thì họ chấm công mới có thể thành công được. Rồi, bây giờ tôi sẽ chọn là verify location và kéo xuống dưới. Tôi sẽ chọn cái địa điểm trên Google Maps. Sau đây thì chúng ta sẽ chọn đúng địa điểm là 538 cách mạng tháng 8 luôn. Này. Sau đó tôi chọn địa chỉ này và OK. Cái khoảng giới hạn tôi cho phép đó là 20m, ví dụ như vậy. Đây là vị trí cụ thể của nó rồi, sau đó tôi lưu lại. Vậy là như vừa rồi, tôi đã cài đặt được một vị trí chấm công online thông qua điện thoại là 538 cách mạng tháng 8 cho văn phòng Hồ Chí Minh và những nhân sự được áp dụng đó là những người hiển thị ở trên màn hình ở đây, cụ thể là bạn Võ Thành Luân. Bây giờ tôi sẽ cùng với các anh chị mở điện thoại lên và thử xem coi là chúng ta sẽ check in như thế nào ha. Trước khi sử dụng được hệ thống check-in của Base thì đầu tiên anh chị cần phải tải một app có tên là Base HRM. Sau đây thì anh chị sẽ tải app này về và mở app lên. Rồi chúng ta sẽ đồng ý về cách truy cập của hệ thống HRM này. Sau đó thì anh chị sẽ chọn vào chấm công. Khi truy cập vào chấm công thì nó sẽ yêu cầu anh chị là chọn check-in client. Thì ở đây tôi sẽ chọn cái vị trí mà tôi vừa cài đặt ở trên. Thứ hai là sẽ yêu cầu truy cập camera, tôi cũng sẽ cho phép. Và thứ ba là tôi cũng cho phép truy cập vị trí khi dùng ứng dụng này. Thì ngay lập tức nó sẽ hiển thị một cái màn hình giống như thế này ở đây. Và nếu mà tôi đang ở đúng vị trí 538 cách mạng tháng 8 thì khi chấm công, hệ thống sẽ báo thành công cho tôi. Trong lần đầu chấm công khi tải app về thì thời gian nó sẽ mất hơi lâu một chút xíu. Và khi mà tôi chấm công thành công xong thì tôi có thể xem lịch sử ở đây. Một cái log check-in ghi nhận vào lúc 9:48. Trên điện thoại của tôi. Giả sử nếu tôi không ở vị trí này và tôi ở một vị trí khác thì khi chấm công phần mềm sẽ báo lỗi và nó bảo là tôi không ở đúng vị trí mà hệ thống yêu cầu. Vậy là vừa rồi chúng ta đã tìm hiểu về cách thiết lập địa điểm chấm công cho từng văn phòng và thực hiện thao tác chấm công trên điện thoại. Sau đó, mỗi một người thực hiện thao tác chấm công thì nó sẽ được đổ về đâu trên hệ thống HRM của chúng ta. Thì người chuyên viên C&B, các anh chị sẽ vào phần check-in.base.vn, tôi sẽ chạy lại trang này. Giả sử tôi sẽ tìm bạn Luân vừa rồi. Đây, thì có một log check-in là lúc 9:48. Tôi click vào đây. Thì nó sẽ hiển thị ra cái ảnh để tôi có thể kiểm tra cái ảnh này. Và thứ hai đó là check-in location. Tôi có thể biết bạn ấy cụ thể, bạn ấy chấm công ở đâu. Thì dữ liệu ở địa điểm cũng đổ về hệ thống để tôi có thể kiểm tra. Trong trường hợp cài đặt vừa rồi, tôi sẽ quay trở lại HRM. Trường hợp cài đặt như thế này. Verify location tôi chọn yes, có nghĩa là phải đến đúng vị trí 538 cách mạng tháng 8 bạn ấy mới chấm công thành công. Tuy nhiên nếu tôi ở đây chọn no thì chúng ta có thể hiểu là bạn ấy có thể chấm công ở bất cứ nơi nào. Và khi mà bạn ấy chấm công, bạn ấy phải chụp một bức ảnh kèm theo gửi cái vị trí về cho hệ thống. Trường hợp mà chúng ta sẽ chọn no ở đây khi mà công ty chúng ta nhân viên thường xuyên di chuyển, có thể là làm việc ở công trình, nhiều công trình khác nhau, hoặc là làm việc là sale thị trường và họ đi thường xuyên, thì chúng ta có thể chọn no. Và sau đó
nó sẽ đổ hết tất cả về vị trí và hình ảnh về cho chúng ta. Và ở đây chúng ta có thể chọn yêu cầu xác nhận. Đấy, ví dụ chúng ta sẽ tag tên một người phụ trách xác nhận ở đây, giả sử như là Luân. Giả sử ở đây là tôi sẽ đổi tên thành chấm câu ngoài văn phòng đi ha. Rồi sau đó tôi sẽ lưu lại. Ở đây thì chúng ta không có yêu cầu location nên là chúng ta cần phải một người xác nhận. Rồi tôi sẽ lưu lại. Vậy là vừa rồi các anh chị đã được thực hành về ba nội dung chính. Nội dung thứ nhất là cách thiết lập client check-in thông qua mobile. Thứ hai đó là thực hiện thao tác chấm công. Thứ ba đó là kiểm tra dữ liệu chấm công của người nhân viên trên hệ thống check-in.base.vn. Và thứ tư đó là một phần nhỏ liên quan đến việc là chúng ta tìm hiểu về cách thiết lập địa điểm chấm công linh động, không cố định và sẽ có phần duyệt chấm công. Và chúc anh chị có thể thực hành và thao tác thành công. Cảm ơn tất cả anh chị đã theo dõi video này. Vậy là vừa rồi chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu về thao tác thiết lập địa điểm chấm công cho FHRM. Trước khi chuyển sang video tiếp theo, anh chị có thể thực hành theo video này để có thể nắm rõ hơn về hệ thống. Cảm ơn tất cả các anh chị.